Ôi con thứ 8 ra luôn rồi, hai con ra một lượt luôn nè. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Buổi tối hôm nay thì mình có con heo nó chuẩn bị đẻ. Để mình quay cho các bạn xem để các bạn đón với mình là con heo mình nó đẻ được khoảng bao nhiêu con nha. Hôm nay mình có con heo này nó chuẩn bị sanh nè các bạn. Tối nay là nó sanh đó. Hiện tại bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều thì nó đang cắn ổ nha. Mình dội chuồng cho nó sạch rồi nè. Lâu rồi là mình không có ra clip heo đẻ, hôm nay thì mới có dịp heo đẻ lại các bạn. Thì mình quay cho các bạn xem nha. Nó đứng mà bụng nó nhô ra nè các bạn. Các bạn đón với mình là con heo này bao nhiêu con nha. Để khi nào nó nằm xuống đi rồi mình quay để cho các bạn đón. Cái con bên đây thì nó cũng chuẩn bị rồi nè. Con nó đẻ xong là chừng 3-4 ngày là tới con này đó các bạn. Rồi con nó đẻ xong quay qua tới con này luôn. Đây cái con này nè. Cái con này phối ngày 5 tháng 8 thì chắc tới mấy con này đẻ xong chắc cầm từng tuần là bắt đầu tuần hoặc 10 ngày là tới con này đẻ rồi. Con nó đẻ xong tới con này rồi tới con này nó, các bạn thấy bụng nó không? Con này phối ngày 12 tháng 9 nè, mình chưa ghi ngày đẻ nữa. Rồi tới con đó, đây là lúc con heo nó nằm nè các bạn. Đó cái bụng nó nè, các bạn nhìn thấy cái bụng nó nè. Đó mình quay sát xuống cho các bạn xem nha. Nãy giờ chờ đợi biết bao lâu thì heo mình nó cũng đẻ nè các bạn, dây cúng nó còn luôn, nó kéo con nó lồng thòng luôn nè các bạn. Đó, mình đi nãy giờ mình ngồi mình canh nó mà nó ngủ, bắt đầu là nó ngủ khì khì, nó lăn qua lăn lại. Bắt đầu mình bỏ mình đi vô nhà, mình bật camera điện thoại lên mình coi, thì mình quay qua quay lại thì thấy heo nó đẻ rồi nè. Đó, bụng rất còn to luôn, cái bụng nó còn u ra nè các bạn, nhìn thấy bên hông bên đây nè, bên hông bên đây nè, nó u quá trời luôn nè. Rồi một con nha các bạn, bây giờ để mình lau chùi nó, mình buộc cúng nó rồi mình để vô sọt nha. Rồi đây nè các bạn, heo mình tiếp tục ra con thứ hai. Con này nhỏ các bạn ơi, con này tầm chừng 70% của cái con đầu tiên thôi. Con này con bé nha. Nếu mà để trong đàn này con nào nó cũng cỡ này chứ, là con này 14, 15, 16, 17 là khỏe luôn. Còn nếu mà nó xanh như cái con đầu đàn á, là mình đón tầm 12 đến 13 con. Thì bây giờ các bạn cùng đón với mình xem là con heo này nó sanh được bao nhiêu con nha. Ở đây đó mình đón là tầm 13 con. Thì các bạn đón bao nhiêu con thì các bạn bình luận xuống với mình nha. Nếu mà nó sanh nhỏ như vậy nè là 15, 16 con là khỏe luôn. Còn mà nó sanh bự giống như cái con này nè là nó có thể là 12 đến 13 con nha các bạn. Rồi bây giờ để mình quay cho các bạn xem hai con nè. Nó cái con to là con đẻ đầu tiên, con nhỏ là con thứ hai. Bây giờ nó đẻ tầm 4 con á, thì các bạn mới biết là nó đẻ to hay là nhỏ nha. Bụng này á là mình đón con to, con bình thường á là tầm 13 con. Còn mà con nhỏ giống như con lúc nãy hoặc là bự hơn xíu thì tầm 15 con là khỏe nha các bạn. Thì các bạn cùng đón với mình nha. Thì những con tiếp theo thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem nè. Để mình gáp cái đèn ấm này lên cho nó đi. Rồi ở đây nó mới vừa đẻ ra hai con nè các bạn. Một con đầu tiên là bên đây là khô thai chết lu. Còn cái con bên đây á, là nó mới đẻ ra sao nha, con nhỏ luôn. Con này thì nhỏ, cái con này á, thì nó cỡ cái con vừa con thứ hai thôi hoặc là nhỏ hơn tí xíu các bạn. Đó, hai con nha, một con chết lu và một con sống, là tổng là được 4 con rồi. Rồi con thứ năm chuẩn bị ra nè các bạn. Đó. À, con thứ năm còn bao màng miệng đó luôn các bạn ơi, để chùi cái đã. Rồi con thứ năm ra rồi nha các bạn. Nãy giờ mình đợi nó khoảng 15 phút rồi nó mới ra đó. Heo này là nó đẻ con nhỏ các bạn ơi, không đẻ con bự đâu. Con này là con thứ năm rồi. Đó, cái bụng nó vẫn còn to nè. Để mình chùi con thứ năm đi. Muốn gặn con thứ sáu nữa hay sao? Rồi heo mình nãy giờ được 5 con rồi, mình quay qua mình quay cho các bạn xem nè. Con không đều các bạn ơi, con to con nhỏ nha. Ba con nhỏ một con to. Ở trong đây là 4 con sống, chỉ một con khô thai, con chết lưu á là được 5 con nha. Khả năng là con này đẻ 14 15 con luôn các bạn, bụng to lắm. Bụng gà còn đổi quá trời luôn, 5 con mà bụng còn đổi quá trời luôn nè. Đó. Quá trời phì luôn rồi. Rồi một tí nữa thì mình theo dõi hết clip xem là được bao nhiêu con nha các bạn.
Rồi chuẩn bị ra con thứ sáu nè các bạn, coi nó gặn kìa, nó con thứ sáu hụt ra, con thứ sáu rồi nha. Rồi để mình kéo mình lau chùi đi, con thứ sáu vẫn còn bụng luôn, để mình kéo con thứ sáu ra nè, bước chi cũng đó. Đó con thứ sáu, con này thì cũng vừa vừa, nó cũng không có bự không có nhỏ nha, nó vừa vừa các bạn ơi. Rồi các bạn, sẵn ở đây á, thì có một số bạn mới á, là nhắn tin hỏi mình là hỏi là buộc gúng và cắt gúng làm sao. Thì hôm nay cái video này á, sẵn đây á, thì mình hướng dẫn các bạn luôn nha. Đó, rúng á, thì các bạn đo khoảng 1 lóng rưỡi đến 2 lóng tay thì các bạn buộc ngang. Rồi các bạn cắt cái phần dưới này nè, chừa cái phần buộc lại nha, cắt phần dưới này. Đừng có cắt khác quá, cắt khoảng chừng bỏ khoảng chừng nửa lóng tay, lóng tay cũng được. Rồi 2-3 ngày sau thì rúng nó tự rụng, không có sao hết. Đó các bạn cứ buộc giống như mình rồi các bạn cắt thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi mình cho các bạn xem nè, con heo mình vừa cắt rúng xong nè. Đó, cắt bình thường thôi các bạn. Có một số con là cắt nó ra máu, một số con là không ra máu, như con này là không ra máu. Có một số con ra máu, ra thì bình thường, tại mình buộc rút lại rồi nó ra phần máu ở dưới đó thôi, nó ra tí xíu là nó hết, không có vấn đề gì hết trơn nha. Các bạn đừng có đợi cho nó ra, cứ để nó, mình đã buộc rồi nha. Còn các bạn không buộc cũng được, nhưng mà không buộc thì nó dài quá, nó đi nó dướng dướng, nó nhiều khi nó lọt xuống kẻ là nó không đi được các bạn. Nhiều khi nó ở chung với con mẹ nó đạp là nó không đi được, rồi con mẹ nó nằm xuống là nó không tránh kịp nha. Các bạn lưu ý vấn đề cắt gúng đi cho nó gọn, cho nó linh hoạt hơn. Rồi tiếp theo là con thứ bảy ra nè các bạn. Đó, con thứ bảy là một con trắng nữa nha các bạn ơi. Rồi để mình chùi miệng nó luôn. Ôi con thứ 8 ra luôn rồi, hai con ra một lượt luôn nè. Tính chùi con này hai con ra kế luôn. Rồi con thứ 8 ra luôn nha các bạn ơi. Rồi mình cho các bạn xem cái thành quả của mình là được 8 con nha. Đó, trong đây là 7 con sống với một con chết lưu là 8 con nè các bạn. Một con to, hai con vừa, ba con vừa vừa, ba con nhỏ nha. Rồi mình đợi tí xíu nữa thì nó đẻ thì mình sẽ cập nhật thêm nha các bạn ơi. Rồi con thứ 9 chuẩn bị ra nè các bạn dòm nó gặn này nha. Ra nè, ra, con thứ 9 nè, ra nó. Ra, con thứ 9 nè, ra nó. Con trắng tươi luôn, các bạn thấy chưa? Đó, con thứ 9 nha. Quay cận cảnh lại cho các bạn xem nha. Rồi, con thứ 9 nè các bạn. Bây giờ mình lau chùi rồi á, mình bỏ vô trong sọt nha. Ngày mai á thì mình sẽ bấm răng, mình cắt đuôi nó. Đó, con thứ 9 trong sọt là 8 con nè, 3 nè, 6 nè, 8 con nè, một con khô là 9 nha. 9 con rồi, bụng còn to lắm. Con này chắc 14-15 con luôn á. Rồi con thứ 10 ra. Rồi con thứ 10 bị khô thai các bạn ơi. Con thứ 10 con nó khô thai nha. Rồi chuẩn bị ra con thứ 11 luôn nè các bạn. Con thứ 11 đó, con thứ 11 ra luôn nha các bạn ơi. Để mình cất cái con thứ 10 đi. Rồi đó các bạn, bây giờ hiện tại là con thứ 11 nè. Để mình kéo nó ra coi là nó có gặn được con nào nữa hay không nha. 11 con mà hai con khô rồi. Đây là con thứ 11 nè các bạn. Mình để vô chung bầy với nó nha. Hồi nãy cái con đó được 11 con mà con thứ 10 nó khô rồi. Đó, hiện tại là trong đàn này chỉ còn có 9 con thôi. Nhưng mà bụng con heo này nó cũng vẫn còn to các bạn, nó vẫn còn nhiều đó. Mình đợi nó đẻ khoảng 1 đến 2 con nữa thì mình chích oxytocin cho nó, để cho nó đẻ nhanh hơn nha các bạn. Tại con này á, mình thấy là xương chậu nó cũng nở đó, con nó ra nhanh lắm. Rồi các bạn cùng đón với mình xem kết quả cuối cùng là bao nhiêu con nha. Bụng còn to, nó còn u đều lắm. Nó còn u từ chỗ này nè, nó u lên tới trên này luôn nè. Đó các bạn. Rồi heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 12 nè các bạn. Các bạn xem nó gặn này nha, cận cảnh cho các bạn xem luôn nè. Rồi con thứ 12 khô luôn các bạn ơi, tiêu luôn rồi. 12 con khô hết 3 con rồi. Rồi 3 con khô các bạn.
Các bạn thông cảm nha, những con mà khô thai á là mình quay là cái YouTube nó sẽ hạn chế cái video của mình, nên mình sẽ làm mờ cái mấy con khô thai đi. Đó, tổng là 12 con mà nó bị 3 con khô thai rồi, nhưng mà bụng nó vẫn còn đội. Như là nó chia dinh dưỡng cho mấy con khô thai này nữa, mấy con kia nó nhỏ luôn rồi. Rồi để xem coi nó có gặn con nào nữa không. Quá trời uổng luôn trời. 3 con là mất biết bao nhiêu tiền luôn các bạn. 3 con là hết 3 triệu 6 rồi đó. Là 3 triệu 6 là bằng thức ăn của nó rồi đó các bạn. Nó ăn hiện tại một ngày là dao động là từ 17 đến 19 ngàn thôi. Nó ăn không có nhiều đâu. Đó, các bạn lấy như các bạn cho 18 ngàn, trung bình là 18 ngàn ngày đi. Các bạn nhân cho 30 ngày, các bạn nhân cho 6 tháng luôn. Là sẽ ra tiền thức ăn cho nó nha. Mà 3 con khô thai đó là bằng tiền thức ăn của nó rồi đó. Rồi bây giờ nãy giờ nó đẻ ra được 12 con rồi thì nó cũng đã mệt rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiêm oxytocin để mình hỗ trợ cho nó. Các bạn lưu ý nha, khi heo đang đẻ là mình không có nên tiêm thuốc bổ. Vậy thì tiêm thuốc bổ á, là nó dễ làm con heo ngủ. Nó ghẻ rất là, nó đẻ rất là chậm luôn. Thì khi mà các bạn tiêm oxytocin á, thì các bạn tiêm tầm 3C là đã đủ tác dụng lên tử cung nó, để cho tử cung nó co bóp rồi. Các bạn không cần tiêm mà nhiều đâu. Có bạn là tiêm mười mấy C luôn á. Tiêm mười mấy C là thuốc, cái liều đó nó dư rồi, nó làm tử cung co bóp mạnh lắm, con heo nó càng mệt thêm nữa. Chúng ta tiêm 3C là nó đã đủ tác dụng rồi nha các bạn. Bây giờ con heo này mình sẽ tiêm cho nó 3C nha. Rồi con heo này nãy giờ mình tiêm oxytocin cho nó nãy giờ khoảng được 3 phút rồi các bạn. Bây giờ mình thấy bắt đầu là nó có triệu chứng rặn rồi. Rồi nó rặn ra nè. Mình tiêm xong nó ngồi dị rồi, bắt đầu mình so vú nó nằm xuống. Nãy giờ là khoảng 3 phút rồi nha. Đó, các bạn thấy nước ối nó chảy ra chưa? Đó, gặn ra nè. Rồi, ra con thứ 13 nha các bạn. Con này con thứ 13 nha. Con này trắng. Rồi để mình lau chùi cho nó đi, rồi đợi những con sau nữa. Chừng 2-3 phút là đẩy ra rồi, tại vì mình mới chích oxytocin. Mà con nó số lượng nhiều thì tử cung nó co bóp, nó sẽ đẩy ra từ từ thôi. Ở đây á các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng oxytocin làm sao cho đúng hiệu quả và an toàn cho heo, để không có bị heo ngọt, heo bị đứt dây rốn nha các bạn. Thứ nhất á là các bạn đi ra tiệm thú y mua oxytocin, thì thú y sẽ hướng dẫn các bạn á là đẻ xong một con thì các bạn tiêm oxytocin. Cái điều đó thì mình khuyên các bạn là không nên làm như vậy nha các bạn. Tại vì chúng ta không có biết xương chậu con heo nó nở hay không, rồi heo con nó to hay không. Ví dụ như các bạn tiêm oxytocin đẻ ra con đầu thì các bạn tiêm thì nó đẻ nhanh ra thì không có vấn đề gì hết. Trường hợp mà nó bị trục chặt đi thì xương chậu nó không nở, hoặc là heo con nó quá to mà các bạn tiêm như vậy á mà các bạn móc không được nữa, thì như vậy thì nó dụ nó hao một con đi hoặc là hai con đi, thì các bạn thấy thiệt hại là bao nhiêu rồi. Giờ các bạn đẻ xong, bây giờ các bạn đỡ đẻ cho nó xong sớm nửa tiếng hoặc một tiếng, sớm hơn một tiếng không có tác dụng gì hết trơn á, nó cũng bình thường, các bạn cũng đi ra đi vô canh bình thường thôi. Các bạn làm theo hướng dẫn của mình đi. Khi mà con heo mẹ thời gian đầu á, nó vẫn còn khỏe, nó vẫn còn sức, các bạn cứ cho nó gặn tự nhiên đi. Trong quá trình nó đẻ 7-8 con, chục con, thì các bạn đã đoán được là xương chậu nó hẹp hay không, con nó to hay không rồi. Cũng giống như con heo này nè các bạn, là mình đợi nó, con mẹ nó sử dụng hết sức con mẹ nó đi, nó đẻ xong tầm 8-10 con thì mình sẽ tiêm oxytocin. Các bạn đừng có lợi dụng oxytocin để cho nó đẻ nhanh. Các bạn càng tiêm nhiều thì con heo mẹ nó càng mệt thôi. Cái tử cung nó co bóp là nó làm cho con heo mẹ nó mệt à. Rồi thời gian sau này á, là con heo mẹ nó mất sức rồi, nó không còn sức nữa, thì chúng ta sử dụng thuốc để chúng ta hỗ trợ nó để đẩy heo con ra. Nên mình lưu ý với các bạn về vấn đề sử dụng oxytocin nha. Mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Rồi tiếp theo là con thứ 14 nè các bạn. Con này là bị chết lưu luôn các bạn ơi. Đó, tổng là 14 con rồi, nó ra một chùm nhau nhỏ luôn rồi, không biết là còn con nào nữa hay không nha. Rồi cái này mình đợi một tí nữa xem như thế nào các bạn ơi. Bây giờ mình cho cái đàn heo mình ra bú trước nha. Rồi heo mình bây giờ đẻ được 14 con rồi, mà chỉ có 10 con sống thôi, còn 4 con nó bị khô thai rồi, nó bị chết luôn rồi nha. Bây giờ mình thả cái đàn này cho nó ra bú trước đi. Rồi một tí nữa nếu mà còn con nào thì trời mình cho nó bú sau, còn không còn nữa thì thôi nha các bạn. Giờ mình thả ra, các bạn chuyển heo với mình luôn nha. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8
trọng là mình thả nó ra 10 con, mình cho nó bú đi, bú một lát cho nó no xong đi. Rồi nếu mà còn con nào nữa thì mình nhốt cái đàn này lại, còn không còn nữa thì mình sẽ thả luôn nha. Con này là con nái gà các bạn, hiện tại là được 14 con, vậy là nó cũng quá đạt rồi. Tại vì nó bị khô thôi, chứ đâu khô là nó cũng đạt lắm. Rồi cái bầy heo của mình cho bú là nó giành bú được hết rồi các bạn. Đã tìm được vú, đã bú được hết rồi nè. Hồi nãy mấy con này chưa có bú được á, là mình làm dấu là cái con nào mình đút được á, là nó biết bú á, là mình làm dấu cho nó. Tại vì mấy con có mấy con nhỏ quá, sợ là nó không có bú được. Rồi hiện tại là con heo này nó sanh được 14 con, và 10 con sống và 4 con khô thai nha. Mà nãy giờ nó chưa ra nhau. À, cái bụng nó còn u nè, mà không biết là nhau hay là con nữa nè các bạn. Đó. Ngay chân chỗ này nè, ngay chân chỗ mình phân tròn này nè. Rồi đợi một tí nữa coi nó ra nhau hay ra con các bạn ơi. Sáng sớm nè, mấy con nái nó đòi ăn nhoi trời luôn các bạn ơi. Đây nè. Con nào cũng nhốn nháo cũng đòi ăn hết trơn nè. Bên đây mấy bạn heo con coi nè, đó buổi chưa sáng sung sớm rồi, mấy con này có thể là trưng bày với nó luôn đó, mà nó cắn lộn gì đó. Mấy con đây thì mình giao trước 4 con rồi nè, các bạn đón xem cái con này là chuẩn bị đẻ các bạn. Con này lịch nó là ngày 21 tây là nó sẽ đẻ nè, hôm nay là 18 nha. Rồi con này đẻ xong rồi, chỉ có 10 con rồi các bạn. 4 con chết lưu và 10 con sống, là tổng con heo này nó đẻ được 14 con nha. Con heo bên con heo phía bên đó các bạn là bụng to hơn, phải có thể là hơn 14 con nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Heo mình nó đẻ xong mà nó ăn mạnh vậy các bạn, đổ vô nó ăn bà bà luôn. Đó, các bạn thấy nó ăn không? Nó ăn nó tát dữ lắm luôn. À, mấy con heo của mình á là sức đề kháng là rất là tốt nha. Tại vì trước khi đẻ khoảng 7 đến 10 ngày á, mỗi cử là mình cho nó ăn một muỗng amoxicillin để cho nó tăng sức đề kháng lên, để sau khi đẻ và cho nó mạnh khỏe lên. Khi mà nó ăn được cái amoxicillin, ăn được kháng sinh rồi á, thì sức đề kháng của nó sẽ tăng lên. Khi đẻ xong á, là nó vẫn khỏe mạnh bình thường, nó không có nằm ly bì. Có một số con á, là sức đề kháng nó yếu ngay từ đầu rồi, lúc chưa đẻ thì nó khỏe, nhưng mà lúc nó đẻ xong á, là nó nằm nhiều ngày các bạn, dưới nó ăn ít nữa. Còn heo của mình á, đa số là đẻ xong là đứng dậy ăn bình thường nha. Rồi để xem cái con này nè các bạn, nó đẻ xong nó có ăn bình thường giống như cái con đó như mình nói hay không nha.